phân bón từ ruồi lính đen trong trồng cây cảnh. Nhiều nhà vườn trồng cây cảnh hiện nay đã sử dụng phân ruồi lính đen để bón cho cây trồng, thay thế hoàn toàn phân hóa học. Đây được xem là giải pháp không chỉ tăng giá trị kinh tế cho nhà nông mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Phân bón hữu cơ từ ruồi lính đen là phân bón hữu cơ chất lượng cao với chi phí tương đối thấp so với đầu tư mua phân bón từ các nhà máy xí nghiệp. Phân bón ruồi lính đen được xem như là một loại phân hữu cơ, giàu dinh dưỡng và nhiều lợi khuẩn, có thể dùng để bón bổ sung cho cây trồng hoặc cải tạo đất bạc màu. Phân bón ruồi lính đen chứa nhiều chất dinh dưỡng tự nhiên, nhiều vi sinh, nhiều lợi khuẩn giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, ngăn ngừa sâu bệnh mà không cần sử dụng thêm bất kỳ hóa chất hay phân hóa học nào. Điều này giúp giảm chi phí đầu tư cho người trồng cây cảnh mà vẫn đảm bảo có nguồn cây cảnh chất lượng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thông tin sản phẩm cũng như tư vấn về ruồi lính đen.